Vâng, và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Em nấu ăn được, một cái là không thích nấu ăn thôi. Nhưng mà ngon không? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là anh á. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Hai bên đã có mặt sân khấu rồi. Mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe nha. Dạ, chào chị Hùng Vân, chào anh Quỳnh Linh và chào anh bên... Anh bên kia. Anh bên kia. Em tên là Hiền, em 26 tuổi và em tính từ Thanh Hóa. Em đang làm gì? Dạ, em mở shop đồ nhỏ bán ở nhà. Bán tại Thanh Hóa luôn hả Hiền? Dạ không, em làm ở trong Hồ Chí Minh ạ, dạ quận 4 ạ. Còn bạn bên kia? Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ, chào chị Hùng Vân. Chào em. Chào toàn thể quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Minh, năm nay em 28 tuổi, em đến từ thành phố Vũng Tàu và hiện đang sinh sống và làm việc tại quận 9, Hồ Chí Minh. Em làm gì? Dạ, em làm trợ lý cho một công ty bất động sản. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì Minh? Ưu điểm của em là năng động, hòa đồng và em có thể ca hát. Ca hát hả? Thể thao. Hát cho nó vui vui coi nè. Em có chuẩn bị trước một ca khúc mang tên Ánh Nắng Của Anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Wow. Những giai điệu âm nhạc đầu tiên sẽ gửi gắm một cái điều gì đó qua bên đàn gái đó. Em hình dung cái người bạn trai bên đây làm sao? Nghe giọng ấm ấm chị, có vẻ nhìn hiền hiền. Hiền hiền à? Dạ. Ừ, nhìn có đẹp không? Thấy giọng ngọt vậy chắc cũng được được, đẹp trai đó. Được được phải không? Em xin Linh ảnh đề nghị em hát cái bài Sung Sung mà em hát cái bài gì xìu quá vậy? Tình cảm thì mình mới đẩy tiết tấu lên bên đó. Để người ta đang nói chuyện, ta đang sát hạch đàn trai mắc cười. Dạ, em chào chị. Chào em. Bài này theo như chị nghe là em đã chuẩn bị để em đến chương trình, đúng không? Em là một người rất là nội tâm đúng không? Dạ đúng đó. Chị thấy em á, từ cách nói nè, giống như chị suy nghĩ, chị nói trời ơi, trợ lý giám đốc mà em nói rất là chậm nha, điềm tĩnh chậm quá. Có thể là đấy. Trước đấy đấy có trước thể khi bước vào đây á là em có run không? Giờ hỏi nghe có run không nè? Dạ em có. Đang run đúng không? Cho nên chị muốn em phải hoạt bát lên là sôi động. Em thấy anh Linh không? Từng đó tuổi rồi mà anh hoạt bát kinh hoàng luôn, đốt cháy giai đoạn anh có thể nói trong một phút 100 từ được. Nói nhanh lên, tiết tấu lên. Bây giờ khuyết điểm em làm gì nói cho bà mối nghe coi. Là hơi chậm đúng không? Dạ đúng đó. Ta có khuyết điểm mà. Dạ đúng à. Đó thay vì ta gật đầu cái dạ đúng rồi. Làm gì tấn công đàn trai vậy, để cho tụi nó bình tĩnh coi. Nói nghe nè, bên đây là một tia nắng ấm. Bên đây cho cũng nước là... sôi chứ được. Ý... Cho nên là... ấm vậy? Đây cũng nóng lắm à. Nè, ra đây, ra đây, ra đây. Trời ơi. Đó, thấy chưa, một tia nắng ấm không? Ai vậy ta? Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Trời dễ thương quá. Vậy mà ai nói là 27, em 27 đúng không?
Hay là 26? Dạ, sinh năm 93. Là 26. Trời ơi, dễ thương. Làm người mẫu được nè, đóng phim được đó nè, mà không biết làm ca sĩ được hay không, hát được không? Hát được nhưng mà hát dở thôi ạ. Thử thử câu, thử câu rồi bé. Dạ, để thử câu. Nào. Tôi ơi buồn làm gì, tôi ơi bước đi đi, đừng hoài mong nữa, anh ấy không yêu mình đâu mà. Đã cô phải giận lòng, quên anh chẳng an tâm, vì em cảm thấy ai kia không yêu anh thật lòng. Em vẫn cứ chờ hoài, em không bỏ anh đi, dù cuộc đời sóng gió có mơ mệt thì anh hãy quay về đây, em lo lắng cho anh. Cái câu thúc hạ là câu đó thôi. Anh hãy quay về đây, em lo lắng cho anh. Em ơi, em thấy cái là em hát theo liền à. Giới thiệu em gái bên đây, em trai cũng dễ thương nha. Chung là bên đó cao bao nhiêu thì bên đây cũng có thể đáp ứng cao bao nhiêu. Em cao bao nhiêu vậy cưng? Từ mét 9 trở lên. Để đi anh. Để anh lo. Em cao bao nhiêu? Em cao bao nhiêu? Không ta... cần hỏi, nhìn là biết 1m9 rồi. Nhưng mà người ta không có biết phân định về chiều cao. Rồi từ từ để nó đứng nè, coi rồi nó hợp hay không thôi. Bên kia cho tôi biết là ưu điểm thế nào đi. Ưu điểm của em là gì? Em nấu ăn được. Tốt. Được cái là không thích nấu ăn thôi. Nhưng mà ngon không? Dạ nấu ăn được là anh cũng ngon ngon đó. Cũng... Em yên tâm, anh nấu ăn cho em ăn. Thấy chưa? Thấy không? Thấy nhanh nhẹn rồi đó. Thấy em yên tâm, anh sẽ nấu cho em ăn. Rồi. Có thể là không ngon thôi. Có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm là không thích nấu ăn. Ủa gì kỳ vậy? Biết nấu ăn về khuyết điểm không biết nấu ăn? Không thích nấu ăn. À. Dạ, nói chung là em lười đi chơi. Chưa có người yêu lười đi chơi chứ có người yêu rồi bắt đi chơi hoài à. Ủa em lười đi chơi hả? Mà không có kẻ để đi á chị. Rồi, bây giờ em tìm kẻ để đi chơi. Hết ngày hôm nay mình sẽ đi chơi đó mà. Đúng không? Rồi bây giờ em trai, đường tình duyên thế nào kể lớn lớn cho đàn gái ta nghe chứ nè. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Thực sự thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có luôn. Trai tân nha. Còn nguyên thùng luôn đó hả? Nguyên thùng nguyên kiện nha. Còn có tem nha. Của em. Em cũng xinh gái. Ý quên. Em cũng đẹp trai dễ thương. Dạ. Mà sao lại ế? Dạ vì em nhát. Em nhát. Thứ hai nữa là vì trước đây thì ngoại hình của em rất xấu. Không lẽ lúc đó em lùng giờ em cao? Không, ngày xưa là em rất là gầy. Đen đủi rồi tóc tai dài này kia nữa. Thì cái đó cũng là một cái khuyết điểm mà đến bây giờ em mới khắc phục. Ủa em gầy chứ đâu, em đâu có xấu đâu. Dạ xấu lắm anh. Nhiều lúc em tự ti về cái tự ti ngoại hình của em. Không, em thút lên cũng ngon lắm nha. Cạo láng cái đầu, không, cắt gọn lại xíu ha. Trang trí chút xíu, mặc đồ vest lên cũng như xói ca lắm á. Đó lý do. 28 tuổi rồi á. 28 tuổi nhưng mà nhìn mà tưởng còn... đâu là 21, 22 thôi à. Mà nguyên đai nguyên kiện luôn. Nguyên y chang. Nhiều khi á, những như vậy nó bị bất ổn về tâm sinh lý đó. Đâu có bất ổn. Thiệt, trời không đất nghe. Ơi, cái tuổi mà của đàn ông con trai là từ 22 cho tới 28 tuổi là cái thời kỳ gọi là đỉnh cao của sức khỏe. Hồi nãy không nghe mà... tao nói hả, lúc tao ổn cái trạng thái cơ thể nó không tốt á. Nó đen đuổi rồi nó ốm. Cái đó quá. Là về hình dáng thôi. Còn trạng thái cơ thể liên quan gì tới cái đen đuổi cái người cái khác ốm. Người ta thấy ta không yêu, ta không có, ta sợ giống. Thì bây giờ mới phải suy nghĩ. Tức là đập thùng nguyên đai nguyên kiện. Hay là nghĩa là chỉ có là chưa có tình yêu thôi đúng không? Còn con gái, bạn gái là đã biết gì đến bạn gái con gái chưa? Ý chị Vân hỏi là em có thể là một người đàn ông đích thực không? Dạ chắc chắn ạ. Em có cảm giác gì một cô con gái đứng trước mặt em không? Nếu như đó là người mang đến cho em một cảm xúc mà cảm thấy rằng em rung động á thì chắc chắn là em sẽ là một người đàn ông. Em thấy ngay khác. lúc đấy luôn hả? Dạ. Hay vậy. Bây giờ em có bao giờ em tưởng tượng là em sẽ hôn một người nào đó chưa? Dạ em có. Tưởng tượng lúc đó em thấy sao? Em thấy nó bình thường. Tại vì chưa tưởng tượng ra đó là ai anh ạ. Em có nghĩ lúc nào đó em hôn một người nào đó không? Dạ có. Thì lúc đó trạng thái em sao? Chắc là thích lắm. Thích lắm. Em ơi nhưng mà 28 năm qua là em đã từng có cái cảm giác là yêu một người nào chưa? Dạ em có nhiều chứ. Có nhiều đấy. Đây là đàn ông đích thực đấy. Còn em sao? Em thì cũng mới một mối tình thôi chị. Lâu chưa? Cũng lâu rồi chị, hơn một năm. Chia tay hơn một năm rồi. Dạ. Mối tình cũng kéo dài tại vì em yêu cũng chung thủy lắm chị. Yêu bao lâu? Hơn 4 năm chị. Hơn 4 năm. Vậy là dài đó. Và mới chia tay một năm. Tại sao chia tay vậy? Em cũng muốn có một gia đình nhưng người đó không đáp ứng được cho em.
Vậy giờ chị hỏi em nè, em có thích đập thùng không? À, em cũng không biết nữa chị, chưa đập được nữa. Chưa đập là mình khả năng mình đập nổi không? Không biết nữa chị ơi, cũng thích đập lắm. Dạ, em muốn tìm một người yêu như thế nào? Em thì em thích người yêu em hơi có da có thịt một tí. Em không thích gầy đâu. Không. Đừng có gầy nha. Ngon lắm rồi, hồi xưa thôi. À. Giờ thì thịt cũng nhiều lắm rồi, nhưng mà hơi mỡ chút xíu. Mỡ không sao. À, em thích về tập mỡ. Tập gym nha. Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là anh á. cái bề ngoài anh kiểu như là có da có thịt. Ừ. Có da có thịt, tức là mập cũng được lắm á. Em ơi, em trai ơi, em có hình dung cái người bạn gái bên đây như thế nào không? Em nghĩ là một cô gái nên mặc váy. Ôi hay quá, em hay quá. Váy, có váy. Tóc dài ngang lưng. Hay quá trời, em hay quá. Có ngang lưng. Trời ơi. Khoảng 1m6. Em 1m67 lần đó. Biết ông chưa? Ơi 1m67 là thường là rất là xinh đẹp. Bây giờ mình gặp gỡ gia đình hai bên đi. Nên em đi với ai vậy? Dạ em đi với lại mẹ em, chị em. Em trai em họ. Trời bản thân ơi. Cả nhà luôn hả? Đại gia đình luôn. Đại gia đình ạ. Chào đại gia đình nhà gái. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Hiền ạ. Chưa, chị gái xinh chưa? Dạ, em chào chị. Đoán em. Bạn trai bên này á thì rất là hiền, rất là dễ thương. Thì nếu mà được á thì hai bạn cũng tạo điều kiện cho nhau bấm nút để tìm hiểu có thêm một người bạn. Và nếu tiến xa hơn nữa thì chúng ta làm đám cưới thôi. Hay dạ. Quá. Cảm ơn chị. Rồi cho gặp mẹ đi. Chào cô. Dạ, dạ. Chào hai MC, chào tất cả các vị khán giả. Chào cháu ạ. Mẹ thấy anh bên này đẹp, hiền. Hai đứa cho nhau cơ hội nhấn nút nha. Đấy, thấy chưa? Đó, mẹ ra dấu rồi đó. Mẹ ra dấu rồi đó, nhấn nút nha. Nhấn nút nha. Phải nhấn thôi. Rồi, cảm ơn gia đình. Trai đi với ai? Em đi cùng với lại anh em cùng cơ quan ạ. Anh em cùng cơ quan rồi, mời đại diện đàn trai. Em xin chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân và họ nhà gái. Em tên là Khoa và em là đồng nghiệp cũng như là bạn học của Minh từ hồi lớp 12 đến giờ. Minh ở ngoài đời rất là nhanh nhẹn nha em, chứ không phải chậm chạp như vậy đâu. Nhưng tại vì lên trên truyền hình rất là ngại á. Có cái ưu điểm là trong công việc thì nhanh nhẹn mà về nhà nấu ăn rất là ngon. Ở cùng với em cho nên là nấu ăn thì nấu cho em ăn. Dạ. Ở cùng với em lâu chưa? Ở chung thì khoảng đó, khoảng 2 năm nay ạ. Em có người yêu chưa? Em chưa luôn. Ở chung với nhau như vậy á, thì có khi nào em thấy có bạn gái nào đến tìm mình thì, không? Thì riêng về khoản các mối quan hệ với các bạn gái thì chậm lắm. Mình rất là chậm khi mà quan hệ giao tiếp với bạn gái. Dạ đúng rồi. Còn em thì với phụ nữ thì thế nào? Nói chung bọn em cũng mãi làm ăn á. À. Rồi đâm ra là đến bây giờ vẫn chưa có ai em có bạn gái luôn. Cả. Dạ. Em ấy luôn vậy đó hả? Ấy luôn. Em nhiêu tuổi rồi? Em bằng tuổi em học cùng với Minh ạ. Hai người chưa có bạn gái. Ở chung bây giờ lại cũng ế luôn. Hai người cùng ế luôn. Mà không bao giờ có một bóng dáng người phụ nữ đến chung phòng của hai người. Hai bạn có dắt nhau đi khám phá ngoài luồng không? Có rủ nhau đi bia ôm đồ. Ôm đâu ra đấy trời ơi. Thì phải hỏi chứ. Hỏi tự nhiên đang hỏi bia ôm để hỏi nhỏ thôi. Em có đi bia ôm. Dạ không ạ. Ừ, không luôn. Có đi karaoke nhưng mà bia ôm thì bọn em không biết. Thì nó chơi vui thôi. Bạn gái bên này rất là cao ráo và rất hợp với Minh. Thì nếu mà Minh không bấm là Khoa Linh không bấm á. Trời ơi, nếu mình không bấm là Khoa Linh không bấm. Cái này được nè. Cho nên em xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Bên nhà gái tôi dặn dò chút xíu. Dặn cái gì? Bây giờ bạn Minh nè, bạn cố gắng nha. Khi mà cái rào này mở ra một cái là bạn phải hoạt bát, bạn phải linh hoạt. Chứ không có chậm chạp nữa nghe chưa? Mạnh mẽ nha, lên. Nhanh nhẹn lên nha. Bắt đầu mở rào. Thoải mái. Không gian này là của em đó. Chào em. Dạ chào anh ạ. Anh có món quà gửi đến tặng em. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Cái này là cái đèn ngủ kèm quạt luôn. Cái nào cảm ơn em. Dạ. Thật, tối nay về coi như ngủ có cái quạt mát dữ luôn. Em tặng bạn nữ là cái gối để ngủ ở xe ô tô. Và bạn nữ cũng tặng là em cái quạt này cũng dùng để trên xe ô tô luôn. Hôm nay thì anh sẽ về Vũng Tàu. Nếu như mà em rảnh, anh mời em đi coi như là chuyến du lịch. Em biết Vũng Tàu đúng không? Dạ em biết ạ. Ừ.
Anh ơi, nhà nhưng anh mà người ta đi với gia đình, dạ, một đại gia đình anh có mời hết được không? Đông lắm luôn anh. Dạ. Khang à, cháu mời cô, mời chị cùng các em nếu như mà có thời gian thì về Vũng Tàu chơi cùng với lại cháu ạ. Để anh lo xe 30 chỗ ngồi cho. Hai trẻ nói chuyện với nhau đi nào, xứng đôi vừa lứa quá đi. Quan điểm của em về tình yêu như thế nào? Em thì chung thủy. Em muốn anh chung thủy. Em cũng chung thủy mà. Có bắt buộc là anh không được phép ra ngoài đường phải không? À không, cái này là chung thủy chứ không phải là đặng ghen thái quá đâu anh. Giả sử bây giờ anh chở bạn của anh đi chơi ngoài đường, bạn đó là bạn nữ, vô tình em nhìn thấy, em sẽ thế nào? Nếu mà em biết người đó thì không sao. Còn nếu em không biết? Em sẽ hỏi chứ. À, đúng rồi. Ngay lúc đấy luôn. Ngay lúc đấy anh đang là... đi làm sao mà em chặn là em hỏi được, em sẽ hỏi sau. Chận liền chứ em, chận liền chứ mắc gì trời. Chụm liền chị là chận xe tại chỗ liền. Hỏi anh đang đi với ai, cô này là cái gì á. Không, ví dụ mà đang đi lướt qua cái mình chụm không nổi đâu chị. Rượt theo. Rượt rồi. Ờ. Nhiều khi em cũng phải rượt theo á. Để từ từ về nhà hỏi. Trời mắc cười quá, hỏi chối sao, khùng quá. Nếu anh gặp trường hợp như vậy, anh chỉ nhắn tin cho em thôi, chứ anh không bao giờ mà chạy lên chặn xe. Anh tôn trọng em. Vậy là yên tâm rồi đó ha. Mình gặp bạn này á, mình thấy sao? Cái ấn tượng ban đầu của em về bạn thì rất tốt. Con tim em sao, có đập loạn lên không? Nó đập nhanh hơn bình thường ạ. Bạn này có cái nét của Đông Nhi này, rất là đẹp luôn á. Em cười rất là đẹp Minh, em có cái răng khểnh rất là đáng yêu. Thí dụ như giờ hai bên đồng ý, hiểu nhau rồi, bao lâu tụi em có thể nghĩ đến cái chuyện là kết hôn với nhau? Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, em chuẩn bị chưa? Em cũng sẵn sàng từ lâu quá anh. Vậy thì càng nhanh càng tốt. Em có ngại việc làm dâu không? Ngại thì không ngại, nhưng mà nếu mà sống riêng thì sẽ thoải mái hơn. Mà làm dâu mà không biết nấu ăn. Ờ, thì tại làm vì em nấu ăn thì sao? Em có thể nấu ăn được. Nhưng mà khi nấu ăn xong là em không có thể ăn được nữa. Tại vì em làm biếng ăn lắm. Vậy thì anh có thể nấu cho em ăn hàng ngày. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau nè, mình suy nghĩ gì về người đối diện? Anh với em là cũng là có duyên, rất có duyên mới được gặp. Thì anh cũng mong rằng cơ hội lần này anh sẽ nắm bắt. Hy vọng em cũng vậy. Hết thời gian, còn nắm bắt hay không chúng ta sẽ xem kết quả từ nút bấm. Hai bạn để tay vào nút bấm đi. Chúng ta bấm nút là quyết định riêng của chúng ta. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 3 2 Hết thời gian. Ủa, xem bấm rồi mà nó. Em có bấm, anh thấy em bấm nãy giờ. Anh, hai cái cặp này hồi hộp quá à. Cái nút bấm này nó cũng giống như dẫn chơi. Bạn ấy rung quá, bạn ấy bấm ở ngoài không à. Em trai rất là thật lòng. Chưa có yêu lần nào mà anh thấy rằng ở bên đàn trai có một sự chân thành. Có mẹ và gia đình, mình mạnh mẽ lên, mình hứa điều gì đi. Cháu nghĩ rằng hôm nay đến được chương trình này thì cháu với lại em rất là có duyên rồi. Thì cháu cũng hy vọng rằng sau một thời gian tìm hiểu này, xin phép được cho cháu về chơi với nhà mình. Nếu như bọn cháu đến được với hôn nhân á, cháu hứa với cô rằng con gái của cô sẽ là người hạnh phúc nhất. Đó, ghê không? Ăn nói rất là gãy gọn mà chậm cuộc mà sống chắc vâng à. Hai đứa này sinh con đẹp lắm mà nha. Rồi bây giờ mình xin phép mẹ cho đặt nụ hôn đầu tiên. Chưa bao giờ hôn, mới có tưởng tượng thôi đó. Bây giờ hôn thiệt rồi nè. Dạ xin phép cô, xin phép chị. Ơi. Đây. Hung má, cái phọt mát của người ta là hung má. Thấy chưa, thấy cô gái chưa? Thấy người ta chưa, mạnh mẽ chưa? Anh thích vậy. Trời ơi, gì vậy? Ông hửi tóc đó ông ơi. Ông không cho đàng hoàng, ông hửi cái tóc là sao trời. Gì vậy? Gì mà hung à? Mạnh mẽ lên. Đó, bây giờ cần phải mạnh mẽ nè. Đó. Trời ơi, không lẽ tôi đi theo hai đứa này luôn chứ thiệt á. Nhớ là có tin vui là báo liền nha. Rất là đẹp đôi. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đưa tặng các bạn. Đến đó xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ.
Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn chương trình ạ. Dễ thương lắm á. Nhớ hỗ trợ em trai anh nha. Bà Nghiệp nó mới yêu mà chưa biết gì hết trơn á. Em chào anh chúc chị. Hai đứa hạnh phúc. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Anh chị rồi. Bảo vệ nắm tay bạn gái. Chúc mừng cặp đôi đầu tiên.